hồi ức lính mời các bạn đón nghe trích đoạn hồi ký viết về chiến trường ca những kỷ niệm không thể quên đó là những tháng ngày ác liệt và dữ dội nhất một phần thanh xuân của những người lính đã gắn chặt với nơi này sau gần một ngày đêm hành quân thật đốc các cánh quân của trung đoàn 5 năm đã nhanh chóng tiếp cận trận địa phía bờ đông của sông Mê Công. Bị địch phản kích bất ngờ, từ hai bên sườn địch nhanh chóng thay đổi chiến thuật, tổ chức lực lượng co cụm phòng ngự, thiết lập các ổ kháng cự ở các vị trí sung yếu trên trục đường chính dẫn và phum vào phum break chăm lắc. Theo kế hoạch tác chiến của trung đoàn, đây cũng sẽ là hướng tiến công chính của trung đoàn 5 năm vào thị trấn Chơ Long. Trận đánh diễn ra vào lúc mờ sáng, 5 giờ 40 phút các đại đội của tiểu đoàn bộ binh 1 và 2 đã áp sát trận địa. 6 giờ 05 phút, sau loạt cối 82 ly của các đại đội trợ chiến bắn cấp tập vào trung tâm của đội hình địch. Trên hướng tấn công của mình, các đại đội bộ binh của tiểu đoàn 2 khép chặt vòng vây, dùng hỏa lực mạnh của DKZ B40 và B41 cùng đại liên 12 ly 7 công kích dữ dội vào các điểm đề kháng của bọn Pol bon Pot nằm dọc bờ sông. Trên hướng tiến công của đại đội 8, Tiểu đội do tôi đảm trách Chỉ có cách các công sự của bọn post Khoảng 150 mét Sau hai đợt xung phong bất thành Không thể vượt qua được cánh đồng phía trước mặt Dưới làn đạn đại liên Được bắn như vãi chấu Từ một công sự nổi Được thiết lập ngay ở cửa ngõ Của con đường chính Dẫn vào phum break chăm lắc Đã có một số chiến sĩ của ta Bị thương vì chúng đạn đại liên của địch Sau một phút hội ý chớp nhoáng của ban chỉ huy đại đội với chỉ huy trung đội các mũi tiến công, một tổ phục kích gồm có tôi và hai chiến sĩ được trang bị súng chống tăng M141 và M72 nhận nhiệm vụ tiêu diệt ổ đề kháng và khẩu đại liên của địch để tạo cửa mở cho đại đội 8 xung phong đánh chiếm mục tiêu. Để giúp chúng tôi thuận lợi trong việc tiếp cận mục tiêu, trung đội 8 và 9 của đại đội 8 làm nhiệm vụ nghi binh liên tục nổ súng chế áp và kêu gọi bọn địch đầu hàng nhằm làm lạc hướng chú ý của địch. Lợi dụng và địa hình mấp mô với những hàng cây thấp mọc ven sông, chúng tôi khẩn trương vận động để tiếp cận mục tiêu. Khoảng cách được thu ngắn dần từ 150m còn 80m rồi 40m. Từ vị trí này, chúng tôi đã có thể quan sát toàn bộ mục tiêu và cũng đã có được một góc bắn tốt để ngay loạt đầu phải khoan thủng cho bằng được cái công sự nổi đang gây khó dễ cho các đại đội bộ binh đang phải trụ lại bên kia cánh đồng dưới những bờ đất thấp yêu cầu của ban chỉ huy đại đội là phải hành động thật khẩn trương để không làm lộ ý định chiến đấu một phút để chúng tôi thống nhất hành động tất cả vào đúng vị trí sau cái phất tay làm hiệu lệnh bằng một thái độ bình tĩnh đến lạ lùng và khả năng tác xạ chính xác xạ thủ b 41 lê văn trợ từ vị trí ẩn nấp vươn mình đứng dậy lấy nhanh được ngắm khai hỏa đưa quả b 41 cắm ngay bên cạnh cửa hầm sức công phá của quả đạn đã khiến khẩu đại liên ngay lập tức im bặt không để cho bọn pol pot kịp hoàn hồn tiểu đội phó nguyễn việt thu bật dậy nã ngay một trái m 72 vào giữa đám khói kia đồng đội của chúng tôi hò reo để phấn khích tiếng thét xung phong vang dậy cả cánh đồng cả tổ xung kích đồng loạt rời vị trí lao lên phía trước giữa đám khói bụi chưa kịp tan chúng tôi phát hiện có ba tên lính áo đen vừa lọt ra khỏi hầm chạy theo hai hướng vượt qua những loạt đạn bắn đuổi của trung đội 7 Tại đội 8 hai tên lính đầu tiên đã may mắn thoát được ở phía bên kia hàng tre ở ven vùng tôi phóng mình nhảy qua một đoạn mương bám sát tên còn lại đang chạy ngoằn ngoèo phía trước bằng một động tác kỹ thuật của tư thế quỳ bắn sau hai loạt điểm xạ tôi thấy tên địch khẽ loạn trọng rồi ngã chúi người về phía trước theo đà chạy của nó. Không thể để cho tên áo đen kịp phản ứng, tôi lao nhanh đến và đạp mạnh lên cánh tay cầm súng của nó. Vết thương trên đùi đang làm cho tên địch bị mất nhiều máu. Sau tiếng thét diệt, nòng khẩu súng AK trên tay tôi đã kề sát mang tay tên địch, ngón tay trỏ đã miết sát cò súng. Đúng lúc ấy, tôi nghe một giọng nói run rẩy cất lên. Xin được giết tôi. Tôi khẽ đưa nòng súng ra khỏi đầu nó Rồi nắm vai lật nó ngã ngửa ra mặt đất Tôi nhìn thẳng vào mắt nó Và như đọc được thấy Sự sợ hãi chen lẫn sự cầu xin Tôi gần giọng quát nó Bằng một câu khẩu lệnh của tiếng Khmer Được học vội trong lúc sang ca Lướt tay lên Nó giơ hai tay lên trên đầu Đưa mắt sợ sệt nhìn tôi Bằng một giọng nói rành giọt Bằng tiếng Việt Nó nói Xin anh đừng giết em Vì em là người Việt Nam Đến lúc ấy tôi mới để ý Gương mặt của tên lính áo đen Một gương mặt trẻ măng Tôi đoán nó khoảng 16 hay 17 tuổi gì đó Một mái tóc xuân Và nước da trắng xanh Tôi dịu giọng chấn an nó Rồi xé ngay chiếc băng cá nhân mang theo bên mình Băng vội vết thương trên đuổi nó Đỡ cho nó ngồi tựa vào lòng mình Tôi chia cho nó những ngụm nước ít ỏi còn lại Ở trong bình tông Trước lúc bàn giao tên tù binh Về tiểu đoàn bộ Tôi có hỏi nó Nếu là người Việt Nam Sao mày lại cầm súng tàn sát dân mình Nó nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe Rồi nó nói Cả nhà em đã bị bọn ăn ca bỏ đói Và giết chết Từ sau ngày nông bênh được giải phóng Riêng em, chúng bắt em cầm súng theo chúng Nếu không, em cũng sẽ bị ăn ca bỏ đói Và bị đập đầu Như ba và má của em Sau những khoảnh khắc ngắn ngủi Để lòng mình trùng xuống Trước câu chuyện của tên tù binh đáng thương Tôi xoa đầu động viên nó Rồi nhanh chân chạy vội theo đồng đội tiếp tục cuộc truy kích bọn tàn binh đang tìm cách bơi qua bên kia sông dưới lưỡi lửa của các loại hỏa lực đang được bộ đội ta chút xuống đầu những tên đồ tể không còn nhân tính ba ngày sau trên đường hành quân tiến đánh thị trấn trờ long lúc đội hình đi ngang qua hậu cứ của tiểu đoàn tôi bất ngờ gặp lại nó tên tù binh dễ thương có cùng ngôn ngữ với tôi nhìn nó đứng ở bên rìa đường dõi mắt theo đoàn quân tôi biết nó đang tìm tôi Đoàn quân đã đi xa Khi ngoái nhìn lại phía sau Tôi vẫn thấy nó đứng vẫy tay Tiễn tôi vào trận Nhìn dáng đứng nó cứ liêu siêu ở bên đường Chỉ với một cành tre nhỏ làm gậy Tôi mừng thầm Vì được biết vết thương tôi gây ra cho nó Sẽ không làm cho nó mất chân Không gây cho nó nhiều đau đớn Và làm cho nó bị tàn tật Tôi thật lòng mong nó sớm lành vết thương Để có được đôi chân khỏe mạnh mà tìm về quê ngoại, một miền quê yên lành bên dòng sông và cỏ đông, như nó đã từng nghe mẹ nó kể như thế về quê ngoại yêu thương. Năm nào cũng vậy, cứ mỗi khi cùng gia đình đón những năm mới dương lịch, tôi lại dành cho mình những giây phút riêng tư để nhớ về kỷ niệm của hơn 30 năm trước, cái ngày mà nhân dân Campuchia được giải phóng khỏi họa diệt chủng của bè lũ Pol Pot những Với niềm tự hào của một chiến sĩ tình nguyện quân Việt Nam. Tôi kể lại câu chuyện này như một minh chứng sôi động về tính nhân văn của cuộc chiến, một cuộc chiến tranh bắt buộc được tiến hành vì hòa bình của đất nước và vì sự hồi sinh của một dân tộc anh em. Sau khi liên tiếp giành được những chiến thắng vang dội, bắt đầu từ chiến dịch giải cứu trung đoàn 36 bên bờ đông của sông Mekong và trận tập kích bất ngờ và full break chăm lắc, tiểu đoàn 2 đã góp công lớn khi cùng các đơn vị của Trung đoàn 5 năm đánh tan dã và gây thiệt hại nặng đối với các đơn vị thuộc Sư đoàn 260 và 603 của quân Khơ Me Đỏ, sau khi chúng rút chạy khỏi Calatia. Với khí tế tiến công và sức mạnh của một đội quân tinh nhuệ lúc bấy giờ, có lẽ các đồng chí chỉ huy Trung đoàn nghĩ rằng đơn vị sẽ không gặp phải bất kỳ một trở ngại nào trong kế hoạch tiến công đánh chiếm thị trấn Trờ Long. song mọi việc đã không diễn ra như dự kiến, tôi không tin những suy đoán chủ quan của bản thân tôi là đúng Vì lúc bấy giờ tôi chỉ mới là một tiểu đội trưởng Tầm nhìn còn hạn hẹp trong phạm vi tác chiến của một đại đội bộ binh Nhưng với những gì chúng tôi đã được phổ biến trước trận đánh Vẫn làm cho tôi chăn trở mãi về một kết quả buồn Đối với một trận đánh mà theo tôi Nếu như chúng ta làm tốt hơn công tác đánh giá tình hình địch Và kế hoạch hiệp đồng tác chiến thì đã không có những chuyện đau lòng như vậy cho dù tôi chưa từng là một sĩ quan chỉ huy Nhưng tôi vẫn muốn được nói lên Những điều suy đoán của mình Về những sai lầm trong công tác hành binh Của chỉ huy trung đoàn Đối với trận đánh ấy Theo tôi, có lẽ đã có sự chủ quan Của các sĩ quan chỉ huy tiểu đoàn 2 Và ban tam mưu trung đoàn Khi đánh giá không đúng Và thiếu chính xác về quân số Và trang bị của địch Cũng có thể chúng ta đã thiếu trận trọng và cân nhắc khi xử lý các nguồn thông tin do chính sát trung đoàn báo cáo và đó chính là nguyên nhân dẫn đến những tổn thất thật đau lòng của tiểu đoàn 2. Trong đó, đại đội 8 là đơn vị chịu nhiều tổn thất nhất trong trận đánh này. Chấp hành mệnh lệnh của trung đoàn, 7 giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm 1979, tiểu đoàn 2 rời Phum Break Chầm Lắc sau khi đã có một trận đánh tuyệt đẹp tại đây. Theo kế hoạch, trận đánh và thị trấn Trờ Long sẽ do tiểu đoàn 2 đảm trách hướng tấn công chủ yếu. Cùng lúc, tiểu đoàn 1 triển khai đội hình tác chiến bên trái của hướng tấn công nhìn từ hướng bắc của sông Chư Long. Tiểu đoàn 3 sẽ cùng với các đại đội điểm trợ ở phía sau đội hình của tiểu đoàn 2. Song không rõ lý do gì, các tiểu đoàn đã không hội quân đúng thời gian khi tiểu đoàn 2 bắt đầu nổ súng, cũng theo kế hoạch đã được triển khai. Chúng tôi được biết, ngoài các tiểu đoàn bộ binh của trung đoàn 55 năm tham gia đánh chiếm Chư Long, còn có thêm sự chi viện của trung đoàn 33 được triển khai từ hướng đông bắc của sông Tê lên. Suốt một quãng đường dài gần 2 km hải quân, tiểu đoàn 2 hoàn toàn không gặp bất kỳ một hoạt động quân sự nào của địch. Có lẽ như chúng đang phân tán lực lượng để tránh bị quân ta vây đánh như hai trận trước đó. 8 giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm 1979, những đơn vị đầu tiên của tiểu đoàn 2 chỉ còn cách cầu Trơ Long khoảng 500 mét. Tại đây, chúng tôi đã bắt gặp cảnh trinh sát của ta đang khai thác thông tin từ một tên trinh sát của Pol Pot bị ta bắt được lúc nó đang tìm cách vượt sông Trờ Long sang nắm tình hình của quân ta. Không biết có phải do những thông tin sai lệch do chủ quan khi điều tra khai thác tình hình của địch từ tên lính Pol Pot bị bắt trước đó hay không. Mà ngay sau đó, tiểu đoàn 2 vẫn tiếp tục nhận được lệnh đưa quân vượt cầu Trờ Long tiến vào thị trấn mà không phải chờ sự hiệp đồng của các cánh quân khác như kế hoạch ban đầu. 8 giờ 15 phút, những chiến sĩ đầu tiên của đại đội 8 tiểu đoàn 2 được qua cầu Chơ Long, tiến vào thị trấn theo hướng chính diện. Cùng lúc này, đại đội 6 ở bên phải đại đội 7, ở bên trái đội hình tiểu đoàn 2 cũng đồng thời vận động vào trung tâm thị trấn. 8 giờ 30 phút, toàn bộ đội hình của tiểu đoàn 2 đã vượt cầu Chơ Long, vẫn chưa phát hiện sự có mặt của địch trong thị trấn trên hướng chính diện khi đội hình đại đội 8 vừa vượt qua ngôi chùa to nhất của thị trấn thì phát hiện xung quanh chùa rất nhiều bếp lửa dã chiến đang đun nấu. Chúng tôi nhìn thấy trong những chiếc chảo lớn được người dân Campuchia dùng để nấu nước tốt nốt lấy đường là từng tảng thịt lớn đang được luộc. Nhiều túng cơm vừa mới được vớt ra còn bốc khói. Ở cánh phải phía bờ sông Mê Công, đại đội 6 báo cáo đã phát hiện thấy có nhiều chiếc bè được kết bằng các thân cây chuối và che tươi đang được neo ở mép nước. Vậy là đã rõ, địch đang chuẩn bị kế hoạch rút quân sang bên kia sông, nhưng chưa kịp hoàn tất công tác chuẩn bị thì đụng phải lực lượng của tiểu đoàn 2, trung đoàn 5 năm đã qua sông vào thị trấn. Ở vào thế đường cùng, với thế trận bên phải là sông Mê Công, sau lưng là sông Chợ Long đã bị quân ta án ngữ. Bên trái là những cánh rừng trồi xen lẫn những trảng tranh. Phía trước mặt là một công trình kiến trúc đồ sộ và kiên cố đó chính là nhà máy giấy của Pháp xây dựng trước đây với thế trận như tôi đã mô tả và với lợi thế hơn hẳn quân ta về lực lượng với quân số khoảng gần một trung đoàn của thuộc sư đoàn 603 và sư 260 Khmer Đỏ địch đã chủ động thực hiện một cuộc quyết chiến với ta trận đánh ngay từ đầu đã diễn ra cực kỳ khốc liệt tôi đã từng đánh nhau hàng chục trận lớn nhỏ qua các địa danh như Mè Mút, Sa La, vùng bê mê lộ bảy rừng cao su Sở nua cầu sông tê Sở vai trách nhưng chưa có nơi đâu mà địch sử dụng hỏa lực khủng khiếp như ở trận đánh này chúng gần như không sử dụng đến súng cá nhân mà chỉ dùng toàn hỏa lực mạnh với cơ số đạn được trang bị dồi dào công trình kiến trúc của nhà máy giấy ở cuối thị trấn đã thực sự biến thành chiếc bong ke lợi hại được bọn lính bolot tận dụng triệt để từ những ô cửa sổ trên tầng 2 của nhà máy giấy các khẩu DKZ-75 và B-41 liên tục phóng những chùm lửa khổng lồ vào đội hình đại đội 8 đang trụ lại hai bên của con đường chính dẫn vào thị trấn. Những khẩu đại liên được đặt trên mái tầng thượng vãi đạn không ngớt. Sới tung các hàng cây ven đường nơi trung đội 7 và trung đội 8 đang phơi mình trên lộ. Đối đầu với một lực lượng của Pol Pot có quân số quá đông và được trang bị hỏa lực cực mạnh. Về phía quân ta, Lúc ấy chỉ có một tiểu đoàn thiếu Lại phải chiến đấu trong thế bị động Và bất lợi về vị trí chiến đấu Nên thương vong là điều khó tránh khỏi Chỉ sau 15 phút đầu tiên của trận đánh Toàn bộ cán bộ chiến sĩ của trung đội 8 Trên hướng chính diện đều bị thương vong Ngoài bốn đồng chí bị thương Kịp đưa về tuyến sau Nên được an toàn Tất cả 6 đồng chí còn lại Của B8 đều hy sinh Lúc này khẩu đội 12 ly 7 Cũng có hai xạ thủ bị thương Do trúng mảnh đạn DKZ Chỉ mới nổ súng Ngăn được đợt xung phong đầu tiên của địch Nguyễn Anh Dũng, khẩu đội trường khẩu đội 12-7 Đơn vị phối thuộc Báo cáo cho chỉ huy đại đội 8 được biết Khóa nòng của khẩu 12-7 Đã kéo đứt đuôi đạn Làm kẹt lại vỏ đạn ở bên trong nòng Khẩu đội lại không có nòng phụ để thay Vậy là từ nhiệm vụ trợ chiến cho bộ binh Khẩu đội 12-7 Lại đang cần chúng tôi bảo vệ Để bảo toàn trang bị Từ vị trí chiến đấu Chúng tôi nhìn thấy rõ hành động chiến đấu của bọn lính áo đen. Dựa vào quân số đông và hỏa lực mạnh, chúng luôn miệng đe dọa chặt đầu chúng tôi. Nhiều tên với trang bị súng RBD và B40 trên tay liên tục di chuyển qua lại giữa các ngôi nhà hai bên đường. Dõi mắt do tìm các mục tiêu di động hai bên đường để nổ súng tiêu diệt. Ở đây, lần đầu tiên tôi đã được chứng kiến cảnh bọn lính Pol Pot cặp súng B40, B41 vào nách, bắn thẳng vào các vị trí cố thủ của chúng tôi. Nói về cách sử dụng cối 60 ly của các tên địch trong trận này, chắc khó ai tin được, điều tôi sẽ kể sau đây. Trong thế đối đầu nhau trong một cự ly chỉ khoảng 150m đến 200m, bọn chúng chỉ bắn bằng nòng cối mà không cần đến một công cụ nào khác. Trên hướng di chuyển rích rắc, mỗi khi phát hiện ra vị trí chiến đấu của chúng tôi, chúng chẳng cần sử dụng đến chân giá và bàn đế của súng mà thực hiện ngay việc chỉnh tầm và hướng bắn theo sự ước lượng điểm rơi của quả đạn bằng mắt và đôi cánh tay của chúng. Vậy là, với cách bắn như thế, nếu không may nhờ có một nhánh xoài xòe ra bên trên, cách lưng tôi khoảng 1,8 mét, hứng quả đạn cắm đúng vào vị trí tôi đang nằm ở bên dưới, có lẽ quả đạn sẽ xái nát thân tôi. 11 giờ, địch tổ chức đợt xung phong thứ hai, không phải bằng bộ binh mà bằng pháo không giật 75 ly và cối 60 ly. Đã có thêm nhiều chiến sĩ của đại đội 8 bị thương và hy sinh. Riêng B7 của tôi, ngoài Dũng tiểu đội phó đã bị trọng thương do đạn cối. Tôi là người thứ hai của B7 bị đóng dấu chiến trường. Sau khi thoát được quả B40 đầu tiên, nhờ nấp kín ở phía sau bụi chơi lớn, tôi vận động thật nhanh sang một gốc cây bên cạnh chưa kịp định thần để quan sát sự di chuyển của địch, thì toàn thân bị hất ngược về phía sau do sức nổ của quả đạn Nikaset. Nhờ có được một thân cây khá to, che chắn, nên tôi chỉ dính một vết sức vào phần mềm của cánh tay phải. Nhưng trước sự công phá của quả đạn đã làm cho tôi không thể thở được và máu đã chảy ra từ hai tay. 13 giờ chiều, ngày 9 tháng 1, lợi dụng địa hình che khuất của rừng trồi, Địch sử dụng khoảng một tiểu đoàn bí mật tiếp cận tấn công chúng tôi từ bên sườn trái của đội hình. Trước sự căng kéo của địch, đại đội 8 đề nghị tiểu đoàn cho bắn cối chi viện. Nhưng lúc này, các khẩu đội cối 82 của đại đội 9 và cối 60 của các đại đội mỗi khẩu chỉ còn không quá 5 quả, nên chỉ được lệnh bắn khi thật sự nguy cấp. Lần thứ hai trong ngày, đại đội 8 đẩy lùi được đợt xung phong của địch. Đến 15 giờ chiều, địch dừng toàn bộ các hoạt động công kích. Tranh thủ khoảng thời gian yên tĩnh này, chúng tôi ra sức củng cố lại công sự chiến đấu, chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo, chưa biết sẽ diễn ra lúc nào. Suốt cả ngày chiến đấu căng thẳng, tất cả chúng tôi, ai cũng mệt nhoài, quần áo, đầu tóc bê bết gói súng và bụi đất. Cả ngày không có một thứ gì để bỏ vào bụng. Nhưng trong chúng tôi, không ai còn có cảm giác đói. Cái chúng tôi đang cần và chờ đợi chính là sự có mặt của tiểu đoàn bộ binh 1, trung đoàn 5 năm đang trên đường tiến về Châu Long. Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc cuộc chiến tạm lắng. Các trung đội cử những đồng chí khỏe mạnh nhất tìm cách vượt ra ngoài vòng chiến đưa thương binh và tử sĩ về tuyến sau, nơi ban chỉ huy đại đội 8 đang được B9 bảo vệ. 3 giờ sáng, ngày 10 tháng 1, giữa không gian tĩnh lặng của bóng đêm, bỗng vang lên một loạt tiếng động. Đầu tiên là tiếng va đập của kim loại Tiếp sau là tiếng chân chạy rầm rập Từ phía trận địa về hướng chúng tôi Đang chuẩn bị tư thế chiến đấu Thì bỗng vang lên Tiếng ngựa hí trong đêm Thời gian trôi dần về sáng Mà không có bất kỳ một động thái nào Từ phía đối phương 6 giờ sáng chúng tôi tỉnh hẳn người Khi từ phía bắc và đông bắc Của thị trấn Hàng loạt tiếng đề pa từ đầu nòng Của các khẩu hối 82 vang lên trầm ấm. 30 giây sau, những chớp lửa thi nhau chụp xuống quanh khu vực nhà máy giấy. Từ bên trái đội hình của tiểu đoàn 2, tiếng thượng liên 12 ly 7 từng loạt, từng loạt điểm nhịp. Chúng tôi hét lên vì mừng rỡ. Các đồng chí ơi, tiểu đoàn 1 đã đến rồi. Chúng ta được chi viện. 15 phút sau, các cánh quân của tiểu đoàn 1 đã bắt được liên lạc với chúng tôi. Nhưng sự chi viện của các đơn vị bạn đã không còn nhiều ý nghĩa nữa, vì toàn bộ lực lượng địch đã sang bờ Tây sông Mê Công. Từ lúc gà trong thị trấn vừa mới gáy canh đầu tiên và khi đơn vị tiến hành kiểm tra trận địa ở khu vực phía nam của thị trấn, chúng tôi mới hiểu ra rằng những bước chân chạy rầm rập trong đêm chính là tiếng chân của đàn trâu, bò và ngựa đã được bọn cốt trước khi rút tháo chuồng đuổi vào trong rừng, vì chúng không muốn quân tình nguyện Việt Nam trưng dụng đàn gia súc để bổ sung nguồn thực phẩm cho các đơn vị. 19 giờ ngày mùng 10 tháng 1, tiểu đoàn 2 tổ chức rút kinh nghiệm sau trận đánh. Khi đội hình đại đội được tập hợp, nhìn vào khoảng trống của trung đội 8 đại đội 8, để lại tôi không thể kìm giữ được xúc động. Cuộc họp đã kết thúc, các đơn vị đã giải tán về vị trí. Riêng tôi vẫn đứng đó một mình lặng im rất lâu để có thể nuốt ngược vào lòng nỗi đau của sự mất mát. Sáng ngày 11 tháng 1 năm 1979, được sự giúp sức của một đơn vị thuộc lực lượng thanh niên sung phong, đảm trách về công tác chính sách, chúng tôi vượt sông Trư Long, hành quân về thị trấn Suông và dành toàn bộ thời gian ngắn ngủi sau chiến dịch để dưỡng quân, củng cố lực lượng, bổ sung quân số, chuẩn bị cho những đợt càn quét tàn quân bốn bốt được thực hiện trong mùa khô năm 1979 trên một địa bàn rộng lớn kéo dài từ Cốc Bông Thom qua Cốc Bông Trư Năng rồi trở về ngã ba của lộ 7 để chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. Nhưng Tết thì chưa đến mà nhiệm vụ giải vây cho sư đoàn bộ và trung đoàn 33 ở Phum chùa thì đã được ban hành. Trận này Nguyễn Văn Vẹn của tiểu đoàn 1 đã lập được một kỷ lục mới cho trung đoàn 5 năm với chiến tích chỉ trong một trận đã tiêu diệt cùng lúc 6 tên lính Pol bằng lựu đạn và những phát súng AK bắn gầm. Thời gian diễn ra trận đánh của trung đoàn 5 năm và thị trấn Chơ Long, cách đây đã quá lâu, nên tôi khó có thể xác định chính xác mức thời gian và diễn biến của trận đánh, cũng như vị trí đứng chân và hướng phát triển của các đơn vị tham gia vào mặt trận này, nên nếu có sai sót, mong các đồng chí thông cảm và góp ý. Đối với các thủ trưởng cũ của tiểu đoàn 2 và trung đoàn bộ, nếu những suy đoán của tôi về nguyên nhân gây nên sự tổn thất đáng buồn của đại đội 8 tiểu đoàn 2 trong trận đánh cuối cùng bên dòng sông Mekong có làm các đồng chí buồn lòng, thì mong các tổ trưởng hiểu cho đó cũng chỉ là những cảm xúc của một người biết đau nỗi đau của đồng đội của bạn bè của đồng chí mà thôi sau những chuỗi ngày dài cùng với trung đoàn 5 năm tiến hành các cuộc truy quét bọn tàn binh bồn bốt trên một địa bàn rộng lớn ven trục đường 6 tháng 8 năm 1979 tiểu đoàn 2 trung đoàn 5 năm được lệnh hành quân về đứng chân trên địa bàn huyện Sơn Tung Trang để làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chính quyền bạn Đồng thời đảm trách công tác xây dựng và huấn luyện cho một số đơn vị lính ca vừa được thành lập Thị trấn Sơn Tung Trang nằm trên một sườn đồi toai thoải trải dài theo dòng sông Mê Công với những khu đồn điền cao su rộng lớn xen lẫn trong những ngôi biệt thự là những vườn xoài được trồng thẳng lối theo kiểu trồng cây công nghiệp của người Pháp Ở đây lần đầu tiên các đại đội bố binh của tiểu đoàn 2 được bố trí khá gần nhau và chỉ cách thị trấn của huyện không quá 500 mét. Những ngày đầu mới về đứng chân, chắc là bọn Pol Pot chưa biết phiên hiệu của đơn vị chúng tôi, nên đêm nào chúng nó cũng tổ chức xâm nhập và tập kích vào các đại đội bộ binh. Sau một số lần chạm trán và thường xuyên bị tiểu đoàn 2 tổ chức phản kích, địch rút lực lượng xa dần và tổ chức phân tán thành các phân đội nhỏ ẩn nấp trong các cánh rừng cao su để tránh bị quân ta vây đánh tiêu diệt không còn dám tổ chức đánh trộm chúng tôi nữa. Nhưng cứ vài đêm, chúng lại tập kích vào cơ quan huyện một lần bằng hỏa lực của cối 60 ly và B40. Một lần theo chân tiểu đoàn trưởng đến kiểm tra trận địa, sau khi huyện bị địch tập kích gây thương vong cho một số cán bộ. Khi nghe anh Khang tiểu đoàn trưởng hỏi, các anh có biết bọn địch thường tổ chức tấn công các anh là lực lượng nào không? về sĩ quan của bạn đưa chúng tôi đi về hướng bìa rừng chỉ tay vào những dấu giày còn in rõ trên con đường đất dẫn từ rừng vào phum, rồi đặt cho chúng tôi một câu hỏi ngược lại. Nhìn những dấu chân này, chắc các anh đã biết trang bị của địch do ai cấp chứ? Chúng tôi nhìn kỹ thì đúng là giày bố do quân khu 7 sản xuất. Vậy là đã rõ. Chúng tôi nhìn nhau, lắc đầu ngao ngán và càng thấm thía câu nói: "Nuôi ong tay áo." Một tháng sau kể từ ngày về đóng quân ở đây, Tiểu đoàn 2 được bạn yêu cầu giúp bạn tiêu trừ một đám thổ phỉ có vũ trang thường xuyên chặn cướp tài sản vàng bạc của những người đi buôn sống trong một phum của người Trăm Khơ Me ở ven sông Mê Công. Nhận được yêu cầu của bạn, đại đội 8 được ban chỉ huy tiểu đoàn phân công tổ chức mai phục để bắt sống hoặc tiêu diệt nhóm cướp cạn trên sông này. Nhận lệnh từ ban chỉ huy đại đội 8, tôi được phân công phụ trách một trung đội thiếu gồm 9 cán bộ chiến sĩ và một chiến sĩ thông tin vào phun điều nghiên quy luật hoạt động của bọn cướp để có phương án mai phục tiêu diệt chúng. Sau khi tìm hiểu sự việc từ những nạn nhân trước đó, tôi đoán đây không phải là một bọn thổ phỉ, mà có thể là một nhóm tàn binh của Bôn Pốt được cài cắm lại. Do không được tiếp tế về hậu cần nên buộc phải cướp bóc để sống và hoạt động. Một kế hoạch mai phục và chặn đánh đã được nhóm công tác của chúng tôi nhanh chóng triển khai. Đã nắm được quy luật về thời gian và đoạn sông chúng thường chặn cướp. Tôi quyết định phải triển khai thật nhanh để không lỡ mất cơ hội với quyết tâm bắt sống bọn cướp nếu có điều kiện thuận lợi. Tôi đề nghị cả toán công tác sẽ cải trang thành dân buôn và người đi đánh cá bằng cách tay quân phục bằng những bộ quần áo đen của dân và cột khăn cà ma đỏ ngang thắt lưng để nhận ra nhau khi tác chiến. Cải trang xong, anh em nhìn tôi và cười vui nói. Nhìn anh trong trang phục này không khéo em lại tưởng anh là lính bốt Việc cải trang Là nhằm để chúng tôi Có thể tiếp cận với bọn cướp Theo phân công của tôi Nhóm công tác Được tổ chức thành 4 tổ Mỗi tổ có hai chiến sĩ của ta Kết hợp với hai du kích ở trong phum Vừa làm nhiệm vụ chèo thuyền Vừa dẫn đường cho tổ Theo phương án đã được thống nhất Tổ 3 có nhiệm vụ đón lõng Ở ngã ba sông Nơi dẫn ra sông Mê Công Để đánh chặn nếu bọn cướp thoát được tổ tuần tra và tổ mai phục. Tổ 2 được bố trí quãng giữa sông nơi thường diễn ra các vụ cướp trước đây. Tổ 1 do tôi trực tiếp chỉ huy sẽ cùng với sạ thủ B40 Nguyễn Việt Thu đảm trách việc điều nghiên và làm vịt mồi. Về vũ khí, các tổ đều được trang bị hỏa lực gồm tiểu liên AK M79 và B40. Tổ còn lại gồm 3 chiến sĩ, trong đó có một đồng chí thông tin ở lại trong phum để giữ liên lạc với tiểu đoàn. 9 giờ sáng, tất cả đã vào đúng vị trí, sẵn sàng chờ địch. Chiếc thuyền do tôi đảm trách, theo lệnh của tôi, ngược dòng sông đi dần về hướng trợ huyện. Tháng 9 năm 1979 là cao điểm của một lũ trên sông Mê Công. Nước dâng ngập trắng, cả những vạt rừng trồi ven sông. Không còn nhận biết đâu là bờ sông nếu không nhìn thấy những ngọn cây cao trồi lên trên mặt nước đỏ ngầu của một phù sa. Thuyền đi được khoảng 500 mét Khi chuẩn bị đi vào một khúc quanh Thì anh chàng du kích Ngồi ở mũi thuyền Quay lại phía tôi ra hiệu Theo hướng chỉ của anh ta Từ quãng cách chúng tôi 200 mét Tôi thấy thấp thoáng hai chiếc thuyền khá lớn Chiếc thứ nhất Có hai người mặc trang phục đen Trên đầu quấn khăn cà ma Chiếc thứ hai đi phía sau một chút Có khoảng 5 người Trong đó có ba người mặc quân phục xanh ô lưu Loại vải của Trung Quốc đầu đội mũ mềm tất cả đều có trang bị chủ yếu là súng AR-15 của Mỹ Trong vai những người đánh cá chúng tôi bình tĩnh dòng thuyền đi ngược hướng với hai chiếc thuyền lạ Càng đến gần tôi quan sát thấy gương mặt của hai chàng du kích cùng đi sành mét tay trèo đã trở nên luống cuống Để không bị địch phát hiện tôi bình thản chấn an cả tổ và ra lệnh tiếp tục đi theo hướng đã định khoảng cách giữa thuyền của chúng tôi và hai chiếc thuyền lạ tu ngắn dần khi chỉ còn cách thuyền đi đầu khoảng 20 mươi mét anh du kích phía sau nói khẽ vào vai tôi bột, bột tôi đưa mắt ra hiệu cho thu sẵn sàng sử dụng vũ khí thu khẽ gật đầu nhận lệnh chiếc thuyền thứ hai đang vượt qua thuyền của chúng tôi với cự ly khoảng 10 mét tất cả hai bên đều nhận rõ mặt nhau tôi quan sát thấy một trong những tên lính mặc trang phục xanh ô liu đưa mắt nhìn tôi nghi ngờ Tôi cũng không biết hắn đang nghĩ tôi là ai Cả hai phía đều hết sức cảnh giác Theo dõi nhau từng động thái một Tiếc thuyền chở năm tên địch Vừa vượt khỏi thuyền của tôi Khoảng 25 mét Bỗng dưng tăng tốc Cả nhóm đồng loạt kéo cơ bập lên đạn Tôi lập tức ra lệnh cho anh du kích Treo ở phần lái quay ngang thuyền Nếu thuyền không quay ngang Khi thu nổ súng Luồng khí nóng phụt ra từ phía sau khẩu B-40 Sẽ gây sát thương cho những người một phía sau tôi đưa tay trái luồn dưới đống lưới rút nhanh khẩu tiểu liên AK để uy hiếp tinh thần của đối phương và cũng để nhanh chóng tiêu diệt gọn nhóm thổ phỉ. Tôi hạ lệnh B40 nhằm cạnh thuyền định bắn. Hạ sĩ Nguyễn Việt Thu quỳ trên sạp thuyền lấy được ngắm. Trong lúc thuyền lắc dữ dội do người cầm lái không còn giữ được bình tĩnh, một luồng khói trắng phủ trùm lên chiếc thuyền kèm theo tiếng nổ trầm ầm từ đầu nòng của cầu B40. Viên đạn thoát đi từ đầu nòng Lúc thu ngã người về phía trước Nên cắm xuống phía trước Sau đuôi thuyền của địch khoảng 2 mét Cả bọn còn chưa kịp phản ứng Thì Nguyễn Việt Thu đã kịp khai hỏa lần thứ hai Lần này thì quả đạn bay vọt lên không trung Vẽ một đường cong rồi chạm nổ Ở quãng ngã ba sông Nơi có ba tổ đang đón lõng Rất may điểm rơi của quả đạn Không trúng vị trí đón lõng của tổ ba Tôi tỉ nòng súng trên mạng thuyền Lia một tràng liên thanh Từ trái sang phải Và kịp nhìn thấy một trong ba tên lính mặc quân phục xanh ngã xuống nước vừa thúc giục hai lính du kích treo nhanh hơn tôi vừa lấy được ngắm điểm xạ và toán người phía trước mặt lúc này gần như dồn sức để chạy trốn hơn là tìm cách kháng cự khi đã được một quãng cách tương đối an toàn những tên địch trên thuyền bắt đầu thực hiện việc bắn chặn để cản đường truy đuổi của chúng tôi trên vị trí mai phục tổ hai tuy không bắt được mục tiêu nhưng cũng nổ súng theo hướng đã quy ước nhằm gián tiếp uy hiếp tinh thần đối phương. Thuyền của chúng tôi đuổi đến khúc cua thứ hai của đoạn sông. Nơi ken dày những cành lá của khu rừng trồi sát bờ sông thì không còn tìm thấy dấu vết của hai chiếc thuyền địch. Sau một hồi tìm kiếm không có kết quả, tôi bắn ba phát súng hiệu để báo cho các tổ rút về phung. Mãi đuổi theo thuyền địch, tôi không hề biết anh chàng du kích chèo thuyền của tôi đã dính một viên AR-15 vào mu bàn chân trái máu chảy đầm đìa đỏ hết cả khoang thuyền. không có bông băng tôi xé chiếc khăn cà ma cột ở thắt lưng để cầm máu tạm cho anh ta rồi giúp anh ta treo thuyền về phum thuyền chưa cập hẳn vào phum tôi đã thấy anh chàng lính thông tin chạy ra mép nước đón tôi với dáng điệu rất lạ còn đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh chàng ghé tai tôi nói nhỏ kỳ này chắc tiêu rồi mình đã đánh nhầm vào bộ đội huyện người bị chết ngoài sông khi nãy là sĩ quan bộ đội của huyện. Còn số lính đi theo bảo vệ có một người bị thương ở bụng. Anh em cho thuyền đưa về trạm xá của tiểu đoàn để cấp cứu. Đang bay bổng với cảm giác vừa hoàn thành tốt công việc của mình, tôi bàng hoàng rơi ngay xuống mặt đất. Tay nhanh bộ quân phục, chúng tôi vội vã lên đường nhờ bộ đội bạn đưa về lại tiểu đoàn mà bụng dạ chẳng yên tí nào. Về đến nơi để nguyên bộ quần áo ướt sũng, tôi cùng chỉ huy tiểu đoàn sang đơn vị bạn để thăm hỏi và cũng để xin lỗi những người anh em của mình. Nghe tôi thuật lại diễn biến của sự việc, các anh chia sẻ và cũng không trách gì nhiều. Nhưng tôi cũng vẫn còn đó nỗi lo sợ, hiểu lầm, tình cảm samaki của mình dành cho bạn. Sau sự cố nhầm lẫn, tôi không bị tiểu đoàn khiển trách, nhưng bình tâm lại, tôi lại thấm thía một điều về những trải nghiệm của sự cố ấy. Là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm tác chiến ở địa hình đồi núi và rừng rậm, Lần đầu tiên tôi lại phải dùng sở đoạn Để thay cho sở trường Của một chiến binh đã quen tung hoành Trên trận địa bằng chiến thuật vận động tấn công Mà mình luôn chiếm đế chủ động Còn ở đây Chúng tôi đầu thì đội trời Nhưng chân thì đạp chưa tới đất Không gian để thực hiện tác chiến Chỉ có mặt nước mênh mông Không có vật che khuất Cũng không có vật che đỡ Công sự chỉ là chiếc thuyền gỗ mỏng manh Rộng chưa đến 2 mét Chiến đấu như thế thì thắng hay thua chỉ là may rủi thôi. Tiểu đoàn 2 và Phum La Via được một tuần thì được bổ sung quân lính mới của tiểu đoàn là cán bộ chiến sĩ của quận đội Tân Bình và quận 11 bổ sung đa số nhập ngũ năm 1977-1976. Trong số đó có một chiến sĩ mới tên là Võ Dân Vũ nhập ngũ năm 1978. Vũ nhận lệnh nhập ngũ cùng lúc với tin trúng tuyển vào Đại học Y Dược Thành phố vũ sang ca đúng một tuần sau ca mổ ruột thừa và một hôm trung đội 7 của đại đội 8 nhận lệnh của đại đội tổ chức lực lượng lùng sục và truy quét một nhóm tàn binh của Pol bon Pot về bắt liên lạc với bọn ở trong phum để nhận tiếp tế theo tin mật báo của trên đây là phum không có dân sinh sống vì vậy nếu phát hiện có lực lượng bên trong người chỉ huy của hành quân được phép nổ súng tiêu diệt tất cả những ai có trong phum mà không cần chờ lệnh sau khi triển khai kế hoạch tác chiến khi tổ chức phân công và giao nhiệm vụ cho các tiểu đội trưởng vũ rụt rè giơ tay xin có ý kiến tôi hỏi đồng chí có ý kiến gì vũ nói nhỏ đi đánh nhau thú thật em cũng rất sợ nhưng anh có thể cho em theo được không nhìn thấy vẻ tự tin hiện lên trong mắt chú bé tôi khẽ gật đầu đồng ý sáng hôm sau trung đội bí mật hành quân từ lúc mờ sáng theo tọa độ đã xác định Chúng tôi cắt rừng để đi Đến nơi thì mặt trời đã lên trên ngọn cây tốt nốt Triển khai đội hình xong Tôi cùng với hai chiến sĩ Trong đó có Vũ tiến vào trong phum Vào đến rìa phum Tôi nghe rõ tiếng người gọi nhau ở trong Tiếng chặt cây Tôi ra hiệu cho tất cả chuẩn bị Men theo các hàng cây Tôi tiếp cận căn nhà gỗ đầu tiên ở bìa phum Kín đáo quan sát Tôi thấy có một nam, một nữ Ở trong căn nhà này Nhưng không rõ chúng có vũ khí hay không Rời khỏi vị trí quan sát Tôi lao nhanh đến và hô lớn Lớt đấy lớn Cả hai tên lập tức vùng chạy Khẽ nâng nòng súng lên cao Tôi bắn một chàng để cảnh báo Nhìn trang phục của chúng tôi đoán chắc Chúng là lính chưa rõ thuộc phái nào Cả hai trông trắng trẻo Chứ không có màu da đen sạm của người Khmer thuần trụng Tương chiếc rìu bén ngót Ở trên tay đàn ông Tôi ra lệnh cho chiến sĩ đi cùng Chói tên đàn ông bằng chính chiếc khăn cà ma của nó Còn đứa con gái tôi quyết định thả đồng thời lệnh cho vũ ở lại canh giữ tên tù binh chờ cho chúng tôi thực hiện việc lùng sục các khu vực còn lại ở trong phum còn đang tìm kiếm dấu vết của những tên còn lại thì vũ hối hả chạy đến báo cáo thấy chỉ có mình vũ tôi ngạc nhiên hỏi đồng chí đến đây còn tù binh đâu thấy tôi giận dữ vũ run giọng báo cáo dạ dạ nó nó chạy mất rồi anh ạ tôi gằn giọng đã giao cho đồng chí canh giữ sao lại để nó chạy lúc nó chạy sao không bắn? Vũ giải thích: Dạ tại lúc ở đơn vị khi triển khai công tác, em nghe các anh dặn nếu chưa có lệnh của chỉ huy thì không ai được tự ý nổ súng. Tôi biết Vũ đã nhầm khi nhận lệnh, vì để bảo toàn yếu tố bí mật, bất ngờ nên tuyệt đối không ai được nổ súng trong lúc tiếp cận mục tiêu. Tôi lại hỏi tiếp: Vì sao cậu để nó chạy mà không truy đuổi? Vũ kể: Lúc anh vừa đi, em thấy con nhỏ tù binh cứ khóc Rồi nắm tay nói với em đủ thứ Nhưng em chẳng hiểu gì Vũ mô tả cảnh cô ta đưa hai tay lên ngang bụng Rồi đưa qua đưa lại Sau một lúc giải thích không được Cô gái kéo Vũ ra một góc nhà Cởi cúc áo Đưa tay chỉ vào ngực của mình Rồi chỉ vào anh chàng đang bị trói ở góc nhà Và khóc Lợi dụng lúc cu cậu lính mới đang phân vân Anh chàng tù binh thoát nhanh ra cửa Rồi nhanh chân chạy khuất Sau những hàng cây rậm rạp chiều hôm ấy trong cuộc hội ý của trung đội sau khi sâu chuỗi lại những gì vũ mô tả tôi đã hiểu ra và giải thích với các chiến sĩ mới bổ sung về hiện tượng khoe của của cô gái ban sáng khi nghe tôi nói cô gái đã làm những động tác kỳ quặc đó là để xin bộ đội không giết chồng cô ta đó là những động tác bồng con đưa con ngủ và cho con nhậu khi chỉ tay vào ngực mình ý của cô ta là ngực đang có sữa Tức là con của cô ta còn rất nhỏ Các bạn nghe tôi kể Có thấy đúng là chăm nghe Không bằng một thấy không Vậy mà thấy rồi cũng không chịu hiểu Qua câu chuyện có thật này Tôi nói đùa với chiến sĩ ở trung đội 7 Qua cái vụ này Tôi đề nghị phải phạt nặng đồng chí Vũ Vì cố ý không chịu hiểu người ta Cho mình nhìn Còn đơn vị mất thằng tù binh Coi như lỗ Vào cuối tháng 5 năm 1978 Lúc tiểu đoàn 2 đang đảm trách một khu vực phòng ngự ở phía bắc đổi không tên trên đường 13 thuộc khu vực Svaychek, tỉnh Karatia. Thời gian này, tiểu đoàn 2 phải thường xuyên đặt trong thế báo động thường trực. Cán bộ chiến sĩ ai cũng căng thẳng và mệt mỏi do liên tục chịu áp lực từ các trận địa tập kích của địch bằng cối 100 pháo không giật DKZ-75 được bắn đi từ điểm cao của các ngọn đồi quanh khu vực phòng ngự của tiểu đoàn khu vực tổ chức trận địa phòng ngự của tiểu đoàn nằm giữa một khu rừng dầu đang độ phát triển cây cối dày đặc và xanh tốt đến như thế vậy mà chỉ mới một tuần kể từ lúc đơn vị vào chốt giữ cảnh vật ở đây đã trở nên hoang tàn cây cối gãy đổ đất đá bị cây sới nham nhở do liên tục hứng chịu sự công phá của các loại đạn cối pháo công giật dkz 75 súng chống tăng b 41 và súng phóng liệu m 79 càng về sau tần suất của các vụ tập kích do địch thực hiện vào đội hình phòng ngự của tiểu đoàn càng tăng lên. Có hôm, địch tổ chức tập kích từ 3 đến 4 lượt trận bằng pháo, cối và cả súng bộ binh. Như thông lệ của những ngày trước đó, một hôm vào buổi sáng sớm của một ngày mới trên trận địa phòng ngự của tiểu đoàn 2, lúc sương mai còn chưa kịp tan trên những ngọn cây, thì địch đã dồn dập nã đạn cối và B41 vào đội hình của C8 sau 20 phút thực hiện chương trình chào ngày mới với tiểu đoàn 2, không gian của núi rừng được trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Chờ cho mọi việc trở lại trạng thái bình thường, bọn lính trẻ chúng tôi lục tục kéo nhau ra khỏi hầm chiến đấu để được hít thở cho đầy buồng phổi cái không khí trong lành của buổi sáng mai. Bù cho quãng thời gian dài của đêm tối và hít thở cái không khí ẩm mốc của lá rừng trong những đoạn hào, những chiếc hầm chiến đấu chật trội và ngột ngạt trôi lên mặt đất từ dưới các chiến hào bọn lính chúng tôi mỗi đứa một hướng tản nhanh vào rừng làm vệ sinh cá nhân và để chuẩn bị nhận suất ăn sáng là những nắm cơm vắt và món cá khô do các anh nuôi từ trong phum chuyển ra chốt đã quá quen với quy luật hoạt động của bọn lính ăn cá trước đó nên chúng tôi đã chủ quan và thật sự bị động khi hôm ấy bọn lính áo đen bất ngờ tổ chức đột kích vào đội hình đại đội 8 khi mà các trung đội không đặt mình trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, không có sự mở đầu bằng những loạt dpa quen thuộc của súng cối và súng phóng liệu M79, mà thay vào đó là những tràng đạn trung liên và tiểu liên AK được bắn ra ở một khoảng cách rất gần, trong lúc chúng tôi còn đang ở trên mặt đất để sinh hoạt cá nhân. Một cuộc đột kích diễn ra thật bất ngờ, nên việc tổ chức phản kích diễn ra khá chậm lúc chúng tôi vào được các vị trí chiến đấu thì địch đã rút ra xa rất may cuộc đột kích bất ngờ của địch chỉ làm bị thương ba đồng chí không có ai bị hy sinh ngay sau cuộc đột kích đại đội tổ chức ngay một phân đội phát triển về hướng xâm nhập của địch để làm nhiệm vụ điều nghiên phương thức tổ chức những cuộc đột kích mang tính chất bất ngờ mà bọn lính pol pot vừa thực hiện giờ vị trí phòng ngự theo hướng địch vừa xâm nhập chúng tôi thận trọng dò dẫm từng bước để tránh đụng phải hệ thống mìn do bộ đội ta cài phía trước trận địa phòng ngự phát triển về phía đập nước khoảng 70m chúng tôi phát hiện và nhặt được rất nhiều vỏ đạn K-56 đã được bắn ra từ các khẩu trung liên RBD và tiểu liên AK của nhóm lính Pol Pot vừa đột kích chúng tôi tiếp tục lần tìm theo hướng di chuyển của địch chúng tôi tiếp tục phát hiện một số hầm chiến đấu cá nhân vừa được đào đắp màu đất vẫn còn mới Tại vị trí này, chúng tôi phát hiện rất nhiều dấu chân di chuyển ngược hướng với nhau trên một trục đường. Với những gì thu thập được, chúng tôi nhận định địch đã dùng kế hồi mã thương để tạo yếu tố bất ngờ khi tổ chức phục kích vào đội hình đại đội 8. Có thể nói, bọn lính Port Post đã rất thành công vì đã đột kích đúng vào thời điểm chúng tôi bắt đầu chủ quan vì đã quen với quy luật tập kích mà địch đã áp dụng hơn một tuần trước đó đã tạo được bất ngờ đối với bộ đội của ta. Chúng tôi nhận định địch có thể sẽ tiếp tục áp dụng phương thức này đối với các hướng phòng ngự khác của tiểu đoàn 2. Thực tế cho thấy nhận định ấy của chúng đã đúng. Ngày hôm sau vẫn là kịch bản cũ, nhưng không có một cuộc đột kích nào diễn ra. Sang đến ngày thứ tư thì sự kiên trì của chúng tôi đã có kết quả. Ngay sau giờ tập kích bằng súng cối và giữa trưa, theo phương án đã định các phân đội của đại đội 8 bỏ giờ bữa ăn trưa, bí mật giờ trận địa phòng ngự, được phát triển ra phía trước đội hình phòng ngự khoảng 100 m chọn vị trí thuận lợi, mai phục để đón địch. Và chúng tôi đã không phải mất thời gian chờ đợi quá lâu. Sau loạt đạn cối cuối cùng, 30 phút sau, một nhóm lính Pol Pot gồm 5 tên trang bị hai trung liên, một B40 và hai tiểu liên AK, răng hàng ngang, thận trọng tiến vào phía trận địa của ta do đã có những phương án đánh địch từ trước và chủ động trong việc chọn vị trí tác chiến nên chúng tôi bình tĩnh chờ chúng đến đúng tầm để đồng loạt khai hỏa bị phản kích bất ngờ trong một cự ly gần lại không ở tư thế sẵn sàng chiến đấu nên toàn bộ nhóm đột kích của địch đã bị tiêu diệt gọn chỉ duy nhất có một tên thoát chết nhưng cũng đã bị thương vì chúng tôi đã tìm thấy những vệt máu ở trên đường tháo chạy của nó Vậy là bài học được rút ra từ những hy sinh của đồng đội về cuộc đột kích mà bọn chỉ huy của sư đoàn 260 dạy cho tiểu đoàn 2 đã được tiểu đoàn 2 thanh toán song phẳng và có lại. Bài học thứ hai mà tiểu đoàn 2 đã học được từ thực tiễn chiến đấu trong giai đoạn 1979-1980, một giai đoạn mà bộ đội của trung đoàn 5 năm thật sự là mối hiểm họa đối với các nhóm tản binh Pol Pot còn ẩn náu và hoạt động sâu trong nội địa thuộc hai tỉnh Công Pông Tràm và Công Pông Thôm. Đầu năm 1979, thời điểm tiểu đoàn 2 đứng chân ở khu vực cầu cháy, chúng tôi đã có thêm được một bài học về kế sách điệu hồ ly sơn của địch. Sau những đợt càn quét trên một phạm vi rộng lớn nơi tiếp giáp giữa lộ 7 và lộ 6 của tỉnh Công Pông Tràm và Công Pông Thôm, các lực lượng của địch buộc phải phân tán thành các phân đội nhỏ, lui vào rừng sâu để bảo toàn lực lượng. Một số khác cả trang sống sèn lẫn ở trong dân để giấu mình chờ khi lính ta mất cảnh giác để thực hiện việc đánh lén với thế trận như thế nên một số đơn vị đã trở nên chủ quan xem thường các hoạt động của địch một buổi chiều nọ lúc mặt trời vừa khuất sau những hàng cây ở quanh phum từ hướng của đại đội 8 khoảng cách bỗng vang lên những chàng tiểu liên bắn thẳng vào phum tiếp ngay sau đó là những phát đạn được bắn tắc cú ở nhiều vị trí khác nhau trên con đường be dẫn vào trong phung quan sát từ trong phum trung đội 8 phát hiện bên những hàng cây ven phum thấp thoáng những bóng áo đen đang di chuyển rích rắc qua lại trên con đường dẫn ra chẳng tranh nơi tiếp giáp giữa phum với biển rừng chỉ huy của trung đội 8 lập tức ra lệnh cho bộ đội xuất kích truy đuổi bọn bốt đang xâm nhập vào phum trên đường rút chạy ra bọn lính áo đen vẫn thỉnh thoảng đáp trả lại lực lượng truy kích bằng những loạt súng khiêu khích đúng vào lúc lực lượng của trung đội 8 tiếp cận với chàng tranh. Ngay lập tức bị lực lượng bọn bốt mai phục sẵn ở bên ngoài phum tấn công bằng hỏa lực B40. Theo phản xạ, chiến sĩ ta lao nhanh vào các gỏ đất và những thân cây nằm ở gần đó để tránh loạt tấn công bất ngờ của địch. Lập tức những tiếng nổ đinh tai vang lên. Đó là tiếng nổ lựu đạn và những quả mìn bẫy của bọn lính bốt gai cạnh dưới các gò đất và gốc cây theo hướng từ phum nhìn ra đã phát nổ khi bộ đội ta vừa lao vào để tránh hỏa lực của địch tấn công bất ngờ từ ngoài. Chủ quan và bất ngờ trước phương thức đánh của địch. Trận này ta không diệt được địch nhưng có đến hai chiến sĩ hy sinh và một bị thương nặng do chúng phải mảnh lựu đạn của địch bẫy. Trong lịch sử chiến tranh, kế điệu Hồ ly Sơn không phải chiến thuật gì mới mẻ. Nhưng trong trường hợp này, bọn Pốt đã biết khai thác đúng vào lúc cán bộ chiến sĩ của ta đang quá lạc quan về sức mạnh quân sự của mình. Khi mà trên các mặt trận do tiểu đoàn 2 đạp trách, lực lượng của ta luôn tạo được thế chủ động trong các cuộc hành quân truy quét. Bài học này, chỉ huy của tiểu đoàn 2 cũng đã kịp tổng kết để nhắc các đồng chí chiến sĩ, sĩ quan, chỉ huy, trẻ khi được bổ sung về các đơn vị chiến đấu rằng đối với những bài học chưa có trong sách giáo khoa của nhà trường mà chỉ mới được tổng kết từ trong cuộc chiến bao giờ cũng được đánh đổi bằng máu và sinh mạng của đồng đội chúng ta trận đánh bất thành của tiểu đoàn 2 trung đoàn năm năm và cao trăm ba năm nào do tiểu đoàn trưởng tạ quang dôi chỉ huy theo tôi cũng là một trong những bài học đã trở thành kinh nghiệm sương máu của quân tình nguyện việt nam trong một cuộc chiến mà ở đó đòi hỏi người chỉ huy không chỉ giỏi về công tác điều binh mà còn phải mưu lược và thông minh trong mọi tình huống có những nhận định đúng về địch và khả năng giành chiến thắng của ta sau khi cùng với các cánh quân của sư đoàn 5 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh chiếm thị xã Karatia, ngay trong đêm ngày 30 tháng 12 năm 1978, tiểu đoàn 1, trung đoàn 5 năm được lệnh của trung đoàn bí mật đưa quân sang cồn lớn, ém quân trở đến sáng để tấn công tiêu diệt mọi tàn binh của sư đoàn 260 và 603 của quân Me Đỏ. Sau khi bị ta đánh tan rã, buộc phải rút khỏi thị trấn Té một thành phố cổ kính xinh đẹp và sung túc bên dòng Mê Công. Trận tập kích bất ngờ vào sáng ngày 1 tháng 1 năm 1979 đã diễn ra không được trọn vẹn như kế hoạch dự kiến. Nguyên nhân là do công tác hiệp đồng tác chiến giữa tiểu đoàn 1 với các đơn vị phối thuộc có trục trặc vì lực lượng vận tải của quân khu 7 triển khai hơi chậm. Về điều kiện khách quan, tuy đã vào thời điểm đầu mùa khô, nhưng do năm 1978 lũ về sông Mê Công rất cao và vì vậy nên tuy tháng 12 là thời điểm cuối mùa mưa, nhưng với một khối lượng nước lớn liên tục đổ về từ thượng nguồn, khiến dòng chảy của sông Mekong vẫn còn rất mạnh. Điều ấy đã khiến cho những chiếc phà quân sự làm nhiệm vụ chuyển quân đưa tiểu đoàn 1 sang cột lớn trong đêm ngày 30 tháng 12 năm 1978 đi lạc hướng, dẫn đến câu chuyện quân ta đánh quân mình, mà cụ thể là khẩu đội 12 ly 7 do khẩu đội trưởng Nguyễn Văn Tám tự tám rồ chỉ huy đã bắn nhầm vào tàu chuyển quân của tiểu đoàn 1. Ngay sau trận này, ngày mùng 2 tháng 1 năm 1979, trung đoàn 55 trên đường truy kích tàn binh của sư 260 và sư 603 được sư đoàn lệnh quay ngay về bờ Đông sông Mê Công để làm nhiệm vụ giải cứu khẩn cấp, trung đoàn 316 của sư đoàn 303 đang bị một lực lượng lớn quân bột بوت vây đánh và đã gây thiệt hại nặng cho tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 316. Theo tin báo Tình hình của trung đoàn 316 lúc bấy giờ thật sự nguy cấp. Sau nhiều giờ bị vây đánh, lương thực và vũ khí của các đơn vị đã hoàn toàn cạn kiệt. Nhiều thương binh nặng không được cấp cứu kịp thời vì đã phải trụ lại giữa vòng vây của địch. Nên việc giải cứu đúng lúc của trung đoàn 5 năm sẽ góp phần hạn chế những tổn thất về sinh lực của trung đoàn 316. Trận giải cứu thành công cho trung đoàn 316 một lần nữa cho thấy bản lĩnh và trình độ chiến đấu bằng chiến thuật vận động tấn công đầy uy lực của các chiến binh trung đoàn 5 năm anh hùng. Chỉ trong một buổi sáng của ngày mùng 2 tháng 1 năm 1979, trên các hướng tấn công do trung đoàn 5 năm đảm trách, các tiểu đoàn bộ binh của trung đoàn 5 năm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của bộ chỉ huy sư đoàn 303 giao cho là phải đánh bật các cánh quân của Khmer Đỏ đang uy hiếp trung đoàn 316 ra khỏi trận địa phía bờ đông sông Mê Công, không chỉ giải vây thành công cho trung đoàn 316 mà trong trận phá vây này, trung đoàn 5 năm đã trực tiếp tiêu diệt một phần sinh lực đáng kể của quân Khmer Đỏ và tiêu hủy một khối lượng lớn vũ khí khí tài của địch. Khi các hậu đội DKZ cối 82 và súng máy 12-7 của các đại đội K-16, K-17 và K-18 phối thuộc cùng các tiểu đoàn bộ binh 1 và 2 của trung đoàn 5 năm đã phá hủy hầu hết các kho đạn ở phía bờ Tây và đánh chìm một số tàu chiến của địch. Trên sông Mekong Đoạn chảy qua thị xã Kanatia Trong trận đánh này Tôi đã bắn bị thương Và bắt làm tù binh một tỷ lính Pompot Ngày 4 tháng 1 năm 1979 Theo kế hoạch của trung đoàn 5 năm Tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 Tiếp tục hành quân phát triển về hướng Chơ Long Với nhiệm vụ đánh chiếm Phum Cham Chamlak Trận này tiểu đoàn 2 được trung đoàn giao nhiệm vụ đảm trách ở mũi tấn công chủ yếu Trận đánh bắt đầu từ 8 giờ sáng với khí thế của một đội quân thiện chiến đang liên tiếp giành hàng loạt chiến thắng trên mặt trận phía đông sông Mekong. Các đội đội bộ binh của tiểu đoàn 2 ngay từ đầu trận đánh đã liên tục sử dụng số đông, tổ chức nhiều đợt xung phong dưới sự yểm trợ mạnh mẽ của các khẩu đội DKZ và súng máy 12 7 Về phía địch, tuy tinh thần đã xuống thấp sau những thất bại trước đó, nhưng dựa vào quân số đông và trang bị tốt, lực lượng địch ở trong phum đã chủ động xây dựng khá vững chắc hệ thống phòng thủ trong phum và dọc theo bờ sông. Từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 4 tháng 1 năm 1979, hết đại đội 6, rồi đại đội 8 của tiểu đoàn 2, tiếp tục thay nhau công kích vào các vị trí phòng ngự của địch nhưng không thành. Do địa hình chống trải nên không thể mạo hiểm đưa quân áp sát phum khi mà các khẩu đại liên của địch bắn ra từ bìa phum vẫn có tác dụng chống quân ta xung phong vào trong phum. Đến 10 giờ 30 phút dưới hỏa lực của bộ binh phun bridge chăm lắc bốc cháy dữ dội dưới sức nóng của ngọn lửa quân khơ me đỏ tử thủ trong phum buộc phải lùi sâu vào giữa phum đây chính là điều kiện để tiểu đoàn 2 nóng đội hình lên sát vào bìa phum nhưng vẫn không thể tiến sâu hơn được trước sự kháng cự quyết liệt của bọn địch sau nhiều giờ giằng co giữa quân ta và địch mà vẫn không thể tiến vào phum được ban chỉ huy trung đoàn năm năm đã có quyết định điều chỉnh về mặt chiến thuật 12 giờ trưa, tiểu đoàn 1 được lệnh vào thay tiểu đoàn 2 trên hướng tấn công chủ yếu. Không có bữa ăn trưa như thông lệ, các chiến binh của tiểu đoàn 2 được lệnh bí mật rời khỏi trận địa, nhanh chóng hành quân sang hướng đông của Phum, rồi len lỏi giữa các lùm cây rậm rạp trong những nhánh rừng trồi đang ngập chìm trong biển nước của lũ sông Mê Công. Dù lúc này không phải là mùa mưa, cả tiểu đoàn bị bõm hành quân trong điều kiện nước dâng cao ngang ngực bộ đội sau hơn 3 tiếng khổ nhọc hành quân ở giữa rừng cây rậm rạp và dòng nước lũ. 16 giờ 30 phút, các đại đội bộ binh của tiểu đoàn 2 chuyển hướng hành quân về hướng tây bắc của Phum Prech Lắc. Toàn bộ đội hình tiểu đoàn 2 của chúng tôi sau khi rời khỏi bìa rừng, thận trọng tiếp cận hàng cây tốt nốt từ phía cuối Phum. Ngay sau khi tiếp cận Phum, các đại đội của tiểu đoàn 2 nhanh chóng triển khai đội hình chiến đấu trong một không gian tĩnh lặng đến lạ lùng thận trọng trước khi đưa bộ đội tiến vào phum trung úy sơn đại đội trưởng đại đội 8 giao nhiệm vụ cho tôi cùng hai chiến sĩ bí mật vào phum chính sát men theo các hàng cây thấp ở ven bờ sông chúng tôi di chuyển thận trọng từng bước vào trong phum khi tổ chính sát có cách căn nhà sàn đầu tiên ở cuối phum khoảng 25 mét tôi dừng lại quan sát xung quanh tất cả đều bình tĩnh nhưng thoang thoảng trong làn gió từ bờ sông vào chúng tôi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của mùi cơm nấu bị đói meo cả ngày nên không khó lắm để chúng tôi nhận ra vị trí nơi bốc lên mùi thơm đó đến thêm khoảng 30 mươi mét từ hướng đông nhìn vào sông mê công chúng tôi phát hiện vô số những tên lính áo đen đang cắm cúi thực hiện việc phân chia khẩu phần ăn số còn lại bình thản nghỉ ngơi trên những chiếc võng dù vậy là nhận định của chỉ huy trung đoàn là đúng trong lúc tổ chức các lực lượng kiên quyết ngăn chặn hướng tiến công chủ yếu của quân ta từ hướng bắc của phung địch đang chuẩn bị mọi thứ để chờ đêm xuống đưa quân sang bờ tây sông mê công nhưng điều chúng không ngờ là quân ta đã bí mật đưa được một tiểu đoàn vượt qua rừng trồi đang ngập sâu trong nước lũ để chuẩn bị thọc vào mạng sườn của chúng một đòn chí mạng cảnh giác quan sát xung quanh bất ngờ khi nhìn lên một ngọn cây cao nhất ở trong phung cách nơi ẩn nấp của tôi khoảng 50 mét là một tên lính áo đen được phân công làm nhiệm vụ cảnh giới nhằm kịp thời phát hiện có quân ta đột nhập vào từ hướng đông nam của phung nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi sau một ngày chiến đấu căng thẳng nên tên này đã ngủ gật lúc tiểu đoàn 2 đưa quân áp sát phung mặt khác bộ đội của ta cũng rất tuyệt vời khi đảm bảo tốt yếu tố bí mật bất ngờ trong hành quân chẳng còn có thời gian để quay lại báo cáo cho ban chỉ huy đại đội 8 Tôi hội ý nhanh với hai chiến sĩ cùng đi Sau khi chỉ cho thu Xạ thủ B40 cùng đi Nhìn rõ mục tiêu Cần phải nổ súng áp chế ngay Sau phát súng lệnh Phát súng đầu tiên được quy ước là phát súng lệnh Tôi dành cho mình cái quyền bắn hạ Tên lính Pol Pot đang gác trên tán cây cao Thống nhất hành động Với chiến sĩ cùng tổ xong Tôi thận trọng di chuyển đến một vị trí thuận lợi Cẩn thận lấy được ngắm của khẩu AK Vào đúng giữa ngực tên địch rồi tôi bóp cỏ sau tiếng nổ từ đầu nòng, tôi nhìn thấy tên lính ngã lộn xuống đất đúng lúc ấy tiếng bùng binh của khẩu b 40 vang lên phá tan cái không khí tĩnh lặng của buổi hoàng hôn tôi thét đến khàn giọng hai tiếng xung phong và bật dậy lao nhanh về phía trước nơi bọn lính bột bốt đang rào lao mình từ trên chiếc võng xuống mặt đất và chạy thục mạng về phía bờ sông tôi rời khỏi nơi ẩn nấp lao lên với nòng súng AK đỏ rực ở trên tay. Tiếng rít của đạn súng cối ở trên đầu, tiếng đại liên của các hậu đội Mali 7 bay sát bên tai. Tiếng tiểu liên AK của các phân đội bộ binh của tiểu đoàn 2 như vây lấy tôi. Mải mê truy đuổi để tiêu diệt những tên lính áo đen đang cố tìm đường chạy trốn về phía bờ sông từ một cự ly rất gần ở trước mặt. Tôi không kịp nghĩ ra rằng tôi đang vô tình trở thành mục tiêu của quân ta từ bên sườn phải và phía sau lưng đang nổ súng tiến công. Tôi lâm vào tình cảnh ấy, vì khi tôi xung phong thì lệnh nổ súng từ chỉ huy tiểu đoàn 2 vẫn chưa được ban hành. Nói cách khác, tôi đã tự mình hành động mà không chờ mệnh lệnh của cấp trên. Khi mà tôi vẫn còn chưa kịp báo cáo tình hình của địch với ban chỉ huy tiểu đoàn như đã được giao nhiệm vụ lúc bám vào phum. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, tôi không còn quyết định nào khác. Vì một lẽ, tôi không thể kiên nhẫn chờ lệnh khi mà cơ hội đã mở ra trước mắt. Rất may là tôi đã không bị trúng đạn của đồng chí, đồng đội của mình. Trận đánh diễn ra rất nhanh và kết thúc cũng thật nhanh. Trước sức công kích mãnh liệt và những áp lực do tiểu đoàn 1 liên tục tạo ra từ hướng Bắc của Phung đòn đánh bất ngờ của tiểu đoàn 2 và sườn phải phía sau đội hình đã buộc toàn bộ lực lượng phòng thủ của bọn tốt khoảng hơn một trung đoàn chấn giữ Phung break chăm lắc và chọn lối thoát duy nhất là liều chết bơi qua sông để tìm được sống. Trận đánh kết thúc lúc mặt trời đã khuất phía bên kia hàng cây của bờ sông Mây Công. Trên bờ đông, quân ta hò reo vang dội. Các loại hỏa lực của các đại đội bộ binh và các hậu đội khối phối thuộc thi nhau nhả đạn, tạo thành một lưới lửa khổng lồ chút xuống đầu của những tên đồ tể đang cố hết sức bơi qua bờ tây sông Mê Công trong sự hoảng loạn và tuyệt vọng. Với những luồng đạn 12,7 Được chỉnh tầm bắn sát mặt nước Và những phát AK bắn tỉa Bởi hàng trăm tay súng ở trên bờ Tôi nghĩ rất khó có cơ hội sống sót Cho số binh lính Khmer Đỏ Vượt sông chạy trốn trong trận đánh này Quên cảm hiện nhọc Và cái đói cồn cào Sau một ngày dài chiến đấu Các chiến sĩ của tiểu đoàn 1 và 2 Đã có một đêm không ngủ Vì phải tiếp tục lặn ngục Ở bờ phía đông sông Mê Mekong Để tìm thu vũ khí của bọn địch bỏ lại sau khi táo chạy. Với những trang bị thu được lên đến hàng trăm khẩu súng các loại, chúng tôi có thể tự hào mà nói rằng đây là một trận đại thắng của Trung đoàn 5 năm trên mặt trận phía đông sông Mê Công vào những ngày đầu năm 1979. Trong trận đánh này, tôi đã góp công cùng tiểu đoàn 2 khi trực tiếp bắn hạ tại chỗ ba tên lính Pol ở trong phum. Riêng đối với những tên địch bị tiêu diệt trên sông, tôi cũng như các đồng đội của mình không ai có thể đoán được mình đã tiêu diệt được bao nhiêu tên địch khi mà tất cả các loại hỏa lực đã hợp thành một trận bão lửa chút lên đầu bọn tàn binh Pol Pot. Một kỷ niệm không quên đối với tôi là sau khi kết thúc trận đánh, quàng trên vai bốn khẩu súng vừa thu được từ những tên địch bị tôi bắn hạ trên bờ sông. Tôi vui mừng chạy vội về hướng ban chỉ huy đại đội 8 để báo công. Trên đường đi, người tôi gặp đầu tiên là đồng chí Hoàng Văn Lựa, chính trị viên đại đội 8 tôi vui mừng chào anh và báo cáo với anh rằng tôi vẫn an toàn anh bước nhanh tới cạnh tôi rồi bất ngờ tát tôi một cái thật đau tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã nghe anh nói tôi làm thế vì đồng chí là một người lính vô kỷ luật nhưng cũng rất may là đồng chí đã lập công nói xong anh vỗ thật mạnh vào vai tôi rồi cả hai cùng nhanh chân tiến về phía bờ sông với những đóng góp của cá nhân trong trận đánh tôi vinh dự được ban chỉ huy trung đoàn 5 năm và sư đoàn 303 đề nghị chủ tịch nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3 vì đã có thành tích đánh một trận tiêu diệt 3 tên thủ 3 súng. Sau đó không lâu, trong đại hội mừng công của quân khu 7 năm 1979, tôi vinh dự được cử tham gia đoàn anh hùng chiến sĩ thi đua của mặt trận Tây Nam về thăm và báo công với nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Nguyên đán năm 1979. Suốt 30 năm qua, dù đã trải qua nhiều biến đổi trong cuộc sống và môi trường công tác, nhưng một trong những di vật mà tôi vẫn luôn trân trọng, lưu giữ chính là những bài viết đã được đăng trên tờ tuần báo tuổi trẻ phát hành ngày 15 tháng 6 năm 1980. Những bài viết nói về cuộc sống, chiến đấu và lẽ sống của người lính trên tuyến đầu biên giới Tây Nam, những chiến sĩ tình nguyện quân trên chiến trường ca, một chiến trường mang trong nó đầy đủ tính chất khốc liệt và tàn bạo của một cuộc chiến tranh phi nhân tính do tập đoàn Pol Pot Insari lãnh đạo. Chào tận tay Phan Văn Chí, một người đồng đội cũ của Trung đoàn 5 năm quân khu 7, một tờ báo đã vàng ố và nhầu nát theo thời gian. Tôi cẩn thận khăn dặn, hãy giúp tôi giữ gìn nó cẩn thận và cũng đừng vì bất cứ lý do gì mà để nó thất lạc nhé, Chí. Một tờ báo cũ phát hành cách này vừa đúng 30 năm với mọi người. Nó chẳng có chút gì giá trị nhưng với tôi đó là kỳ vật gắn liền với một câu chuyện bi thương đã theo tôi suốt hơn 30 năm và chắc rằng nó sẽ còn tiếp tục theo tôi chưa biết đến bao giờ. Cùng với các phóng viên của đài truyền hình, đại tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và anh Trần Thế Tuyển, phóng viên báo quân đội nhân dân. Nguyễn Phan, tác giả của bài viết Anh Trung đội trưởng rất tình cảm, đã gặp chúng tôi vào ngày cuối cùng tại Đại hội Chiến sĩ thi đua quân khu 7 năm 1979 trong lúc tiếp chuyện cùng chúng tôi, Nguyễn Phan đặc biệt chia sẻ cùng tôi về chuyện đổ vỡ hạnh phúc của gia đình tôi, về tình cảnh nheo nhóc của hai đứa trẻ đang chờ cha của chúng trở về từ mặt trận. Các thiên phóng sự của các bài viết của các phóng viên báo chí về đoàn anh hùng chiến sĩ thi đua của mặt trận Tây Nam chưa kịp phát hành thì những người lính của trung đoàn 5 năm đã âm thầm dã biệt thành phố thân thương để trở về với mặt trận trong buổi chiều ngày làm việc cuối cùng của Đại hội Mừng Công Toàn Quân Khu năm 1980. Một tháng sau, tôi nhận được thư nhà. Mẹ tôi cho biết gần đây bà nhận được khá nhiều lời thăm hỏi của các bạn đoàn viên trẻ đến từ các trường đại học trong thành phố. Trong đó bà đặc biệt nhắc nhiều đến tên một cô gái. Tôi muốn nhắc đến câu chuyện này đó là Trần Ánh Lâm, sinh viên năm thứ tư của trường đại học Nông Lâm 4. Theo những gì Phan Minh Vũ, cậu em trai út tôi mô tả, thì trường hợp Ánh Lâm đến với gia đình tôi rất đặc biệt. Khác với những người bạn trẻ khác khi đến chỉ là để thăm hỏi và động viên mẹ tôi từ biệt để trở về giảng đường trường đại học của mình. Riêng với Ánh Lâm, kể từ buổi chiều đầu tiên ấy cho đến tận những ngày tháng còn lại của tôi trong quân ngũ, không có một buổi chiều thứ bảy nào gia đình tôi vắng bóng cô sinh viên trường đại học nông lâm. Với mẹ tôi, Ánh Lâm đã trở nên gần gũi và thân thiết như một cô con gái đảm đang ở trong gia đình. Còn với hai đứa trẻ con tôi, anh Lâm chính là điểm tựa tình cảm, là chỗ dựa tinh thần từ khi chúng không còn có mẹ bên cạnh. Câu chuyện bắt đầu từ một buổi chiều thứ bảy, lúc cả nhà đang chuẩn bị cho bữa cơm chiều, thì gia đình bất ngờ đón một người khách lạ. Một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, trắng trẻo, mang trên vai một chiếc bòng bành bằng vải dù. Theo lời giới thiệu của đồng chí cán bộ phụ trách công tác thương binh xã hội của ủy ban phường 3. Cô rụt rè gỡ chiếc nón tay bèo trên đầu xuống rồi nhỏ nhẹ hỏi mẹ tôi. Thưa bác, đây có phải là nhà của anh Phan Minh Châu không bác? Mọi người trong nhà như linh cảm đã có điều gì không may xảy ra với tôi. Mẹ tôi run rẩy hỏi. Chú và cô đến để báo tin về con tôi phải không? Nói đến đây, bà không còn giữ được bình tĩnh. Quay sang ôm lấy đứa cháu nội gái đang đứng ngơ ngác bên cạnh rồi bật khóc. Người cán bộ đi cùng với cô gái Vội lên tiếng chấn ăn cả nhà Dì ba hiểu lầm rồi Cô đây là sinh viên Được biết gia đình anh Châu đang gặp khó khăn Do anh còn phải làm nhiệm vụ ở chiến trường Nên tìm đến thăm và tặng quà cho hai đứa nhỏ Con của anh thôi Vì không tìm được nhà Nên cô đã nhờ phường Nhờ cháu chỉ đường tìm đến Chứ không có tin gì đâu Dì ba ạ Gạt vội nước mắt Mừng vui trên đôi gỏ má nhăn nhau Mẹ tôi yên lòng đón khách vào nhà sau bữa cơm tương rau cùng với gia đình tôi đêm đó ánh lâm ngỏ ý xin phép mẹ tôi được nghỉ lại qua đêm ở nhà tôi vì cô muốn biết nhiều hơn nữa tình cảnh của mẹ tôi và những đứa trẻ con tôi khi không có tôi người lao động chủ yếu của cả nhà bên cạnh tôi đến lúc các em và hai đứa con của tôi đã vào giường ngủ bên ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu anh lâm lục tìm trong túi sách cũ mang theo bên mình một tờ báo rồi nói với mẹ tôi bác có biết vì sao đêm nay con ở lại đây với bác không con đến vì câu chuyện cảm động có thật mà con vừa đọc trên trang báo này trong buổi sinh hoạt đầu tuần của đoàn trường nơi con đang theo học năm cuối rồi cô đọc cho mẹ tôi nội dung của bài viết ấy sáng hôm sau cô giã biệt mẹ tôi để về trường cho kịp giờ lên giảng đường trước lúc ra xe cô chào cho mẹ tôi tờ báo và dặn Bác hãy thay con giữ nó và trao lại cho anh Châu Khi nào anh có dịp về thăm nhà Vì nhờ có nó mà con mới biết được gia đình mình Thời gian cứ trôi đi Không biết từ bao giờ mẹ và hai đứa con của tôi Đã có thói quen chờ đợi một người không họ hàng, không ruột thịt Nhưng từ lâu đã trở thành một người không thể thiếu Khi cả nhà nhớ đến tôi Tháng 9 năm 1980, tôi nhận được bức thư đầu tiên của anh Lâm với lời mở đầu khá hóm hình. Thương chào chú bộ đội Phan Minh Châu. Qua thư, tôi được biết hai chị em cô là con một cán bộ quân giới đã hy sinh năm 1967 trong mật khu ở Cà Mau. Sau đó không lâu, mẹ cô cũng hy sinh trên đường công tác vào nội thành. Chị gái duy nhất của cô được gửi ra Bắc vào trường học, học, học sinh miền Nam và thời điểm cô viết thư cho tôi là cuối năm 1980 Chị cô lúc ấy đã là một cán bộ lãnh đạo của ban tổ chức thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Những tháng cuối cùng của năm 1981, lúc tiểu đoàn 30 của sư đoàn 310 còn đang đứng chân ở thị xã Công Bông Tràm, tôi bất ngờ nhận được lời đề nghị của cô xin được cùng tôi chia sẻ những khó khăn của gia đình và xin được thay tôi chăm sóc hai đứa trẻ để bù đắp phần nào sự thiếu vắng tình thương của cha và mẹ ruột chúng lúc ấy tôi thật sự không thể hiểu sao vì sao tôi lại kiên quyết khước từ tấm lòng cao quý ấy của một người con gái với tương lai sáng đang chờ đón ở phía trước khi cô đã chối bỏ mọi điều kiện của gia đình và tổ chức dành cho chỉ vì một lẽ duy nhất cô muốn chờ tôi trở về chờ đợi một người lính trận mà cô chưa một lần biết mặt sau lần ấy tôi không còn được nhận thư của ánh lâm nữa giữa lúc đang giảng xé với những mâu thuẫn nội tại của bản thân Tôi bất ngờ nhận được một bức thư của một người mình không quen gửi đến, nhìn địa chỉ đi từ một phường của quận 1. Tôi không đoán được ai đã gửi bức thư ấy cho tôi. Tôi cũng không hiểu vì sao người gửi lại có được địa chỉ của hòm thư tôi. Bức thư tôi đã nhận được gửi đi từ cô cháu gái của anh Lâm. Năm đó cô bé đang học sinh lớp 10 của trường Nguyễn Thị Minh Khai. Toàn bộ nội dung bức thư cô bé viết cho tôi chỉ toàn là những lời oán trách trong một đoạn thư của bé đã viết. Trước lúc viết thư này cho chú, cháu thật sự không biết chú là ai, làm gì và ở đâu. Cháu chỉ muốn biết điều gì đã làm cho dì út của cháu, một người gì vui tính và hồn nhiên, bỗng dưng trở nên buồn khổ mà không ai trong nhà biết rõ nguồn cơn. Nhiều đêm, khi ngoài đường vắng bóng người qua lại, cháu trộm nhìn vào phòng dì, cháu thấy dì ngồi đó, một mình bên bàn viết chăm chú đọc những gì cháu không rõ. Hết đọc rồi dì lại viết Viết rồi lại khóc Một mình trong đau khổ Và dì của cháu đã thức trắng nhiều đêm như vậy Một hôm Lựa lúc dì ra khỏi nhà có việc Cháu lén vào phòng Để tìm những thứ gì đã đọc Rồi cuối cùng thì cháu cũng tìm thấy Những bức thư của một người lính Được gửi từ hòm thư HT 7A 2575 Những bức thư đã nhỏ nát Do đã được dì đọc nhiều lần Xem trộm những dòng gì viết cho một người lính xa lạ ở bên kia biên giới. Cháu đã hiểu được điều bí mật mà gì đang cố giấu để âm thầm buồn khổ một mình. Chú, chú có biết chú đáng ghét lắm hay không? Sao chú lại có thể làm cho dì Út, người mà cháu hết mực thương yêu, buồn đến như thế hả chú? Tháng 5, năm 1982. Tiểu đoàn 30 rời khỏi đội hình sư đoàn 310 để trở về nước, nơi đơn vị dừng chân trên đất nước của mình là căn cứ cũ của trại TK-60 nằm tại ngã cư Đồng Ban cách biên giới Cà Tum khoảng 6 số. Về đây được một tuần thì tôi viết thư báo tin cho mẹ và các em của tôi. Lúc này ánh Lâm đã ra trường thay vì nhận nhiệm sở theo nguyện vọng ưu tiên của con liệt sĩ cô lại chọn nông trường Bà Bèo thuộc huyện Cai Lợi Tiền Giang để công tác. Ai không biết cũng đều bảo cô gàn. Chỉ riêng tôi thì tôi hiểu vì sao cô lại tìm đến một nơi xa xôi như vậy. Như thông lệ, ngày cuối tuần, ánh Lâm lại mang gạo và nhu yếu phẩm về thăm mẹ và các con tôi. Nhận được tin đơn vị tôi đã về nước, cô mừng đến nỗi đánh rơi cả chiếc bỏng đựng gạo trên tay. Ngày chiều hôm ấy, cô vội vã đón xe đò ngược về Tây Ninh, rồi theo một trong những chiếc xe chở than có giang về Đồng Ban. Mỏ mẫm dò hỏi nhiều lần. Cuối cùng, thì cô cũng tìm đến được căn cứ DK60 nơi chúng tôi chọn làm nơi tạm trú quân. 6 giờ chiều, khi những tia nắng cuối cùng đã khuất sau bìa rừng hướng về đất ca, anh Lâm bước chân vào doanh trại không một bóng người. Vẫn tưởng mình đang đi nhầm vào một nơi nào đó. Nhưng không, cô đã tìm đến đúng nơi cần tìm. Nhưng rất tiếc, chúng tôi đã rời khỏi căn cứ này từ sáng sớm của ngày hôm ấy. Biết được tin, cô thất vọng cùng cực tưởng chừng không thể lê nổi đôi chân đã rời đi vì lội bộ hàng tiếng đồng hồ trên con đường ngập đầy bụi đỏ của vùng biên giới không thể trở về thị xã tây ninh trong đêm vì chuyến xe khách cuối cùng đã rời bến lúc 5 giờ chiều vậy là cô đành ngủ trọ qua đêm trên một vùng đất xa lạ trong một căn nhà tranh vách đất của một gia đình làm nghề phá rừng đốt than ở đồng ban sáng hôm sau cô quay về cai lệ để tiếp tục chờ tin tức của tôi. Rời Cà Tum, đơn vị chúng tôi về lại căn cứ núi đất của huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nơi chúng tôi đã hành quân ra biên giới vào ngày 23 tháng 8 năm 78, do danh trại không đủ để bố trí nơi ở cho các đơn vị mới đến. Trung đội của tôi đành và tạm trong một lô cao su, cách căn cứ núi đất khoảng hai cây số. Lần thứ hai, sau khi nhận được tin báo của gia đình, anh Lâm vội xin phép lãnh đạo nông trường về ngay bà rịa ngay sau khi nhận được điện thoại của vũ em trai tôi cô đến căn cứ núi đất lúc trời đã xế chiều lo cho cô phải một mình vào rừng cao su lúc trời đã sắp tối nên vệ binh của đơn vị đề nghị bố trí cho cô nghỉ tạm qua đêm chờ sáng mai cử người đưa vào nơi chúng tôi tạm trú nhưng vì nôn nóng muốn được gặp ngay người thân cô cường quyết sẽ đi một mình vào rừng cao su trước quyết tâm của cô gái trẻ các đồng chí vệ binh đành phải lấy xe đưa Lâm đi tìm tôi. Và đến Lô Cao Su, nơi trung đội đang trú quân. Cô đang hồi hộp chờ tôi ra đón. Thì một lần nữa, được nhân một đồng đội của tôi báo rằng sáng nay Châu có tên trong danh sách các đồng chí đi khai thác gỗ ở nông trường Bà Tô để có cột dựng nhà tạm cho đơn vị. Khoảng hai tuần nữa Châu sẽ về. Lần này có lẽ đã quen với những điều không may nên ánh Lâm đã không quá xúc động và thất vọng. Hai tuần sau, từ bà Tô, tôi trở về và được nghe nhân kể lại mọi chuyện. Thương cho Lâm, tôi thầm trách. Sao em cứ phải một mình chịu khổ như vậy hả em? Về được hai hôm, đơn vị quyết định liên hệ mượn nhà của dân để trung đội tôi ở tạm, chờ ngày ra quân. Vì vào mùa này mưa rất nhiều, vậy là lại lục tục kéo nhau về nơi ở mới. Dù sao, được sống bên cạnh những người nông dân mộc mạc, trơn chất của một làng quê ven sông Thị Vải cũng làm cho chúng tôi thấy ấm lòng sau hơn 4 năm chiến đấu ra quê. Cứ đình ninh rằng đơn vị chú quân ở nơi đây mà anh Lâm đã có một đêm ngủ ngay trên chiếc sạp tre của tôi dùng để ngủ tạm. Được hít thở cái hơi hướng của một người lính trận mà Lâm vẫn mỏi mắt mong chờ. Bấy nhiêu cũng đủ để cô có được chút hạnh phúc hiếm hoi như lời cô đã viết trong mảnh giấy mà cô đã nén chặt dưới chỗ nằm của tôi trong cái đêm cô phải ngủ giữa rừng cao su hoang vắng với bốn bề là những người lính xa lạ một tuần sau đó lần thứ hai cô tìm về bà rịa do đã có sự tính toán trước về thời gian nên khi cô đến được bìa rừng lô cao su thì trời mới chỉ xế chiều theo lối mòn cũ cô hăm hở đi vào rừng nhưng điều cô chưa hề nghĩ tới đã xảy ra cách đây hơn hai tuần cô đã từng ngủ lại giờ không còn tìm thấy bóng dáng của bất kỳ anh bộ đội nào ở đây. Họ đã đi đâu? Cô đã tự hỏi mình như vậy. Trả lời cô chỉ có tiếng reo của lá cây trong gió. Rất may, một người phụ nữ đi lượm củi về muộn đã chỉ đường cho cô về ngôi trường nhỏ của xã Long Phước, huyện Long Điền, nơi trung đội của chúng tôi đang ở trọ gần nhà dân. Đã hơn 6 giờ chiều hôm ấy, do chúng tôi vào dãy giúp bác tư chủ nhà đưa gỗ về sân nhà nên chỉ có năm anh em ăn tối bên hiên nhà bếp của bác tư đang cởi trần ngồi ăn dở bữa cơm tối tôi nghe tiếng của chị hai con bác tư gọi chú châu ơi ra xem ai tìm chú nè coi có phải là người nhà lên tam không chưa kịp lùa xong miếng cơm cuối cùng ở trong chén tôi đã thấy một cô gái nhỏ nhắn bước ra cửa đứng dưới hiên nhà đưa mắt nhìn vào nơi mấy anh em tụi tôi đang ăn bữa tối tôi rời chỗ ngồi đứng lên với tay lấy chiếc áo mắc trên vách nhà Mắt vẫn không rời cô gái Tiếng chị hai dục cô gái Người đang bước ra là chú Châu đó Cô coi đó có phải là người quen của cô cần tìm không Lâm đứng đó bất động Rồi bất khóc Tôi còn chưa biết phải làm gì Cô đã bước vội đến ôm chặt lấy tôi Mặc cho những người trong gia đình bác Tư Và đồng đội của tôi đang nhìn chúng tôi Bằng ánh mắt kinh ngạc Cô nói với tôi bằng giọng hờn trách Anh có biết Lâm đã đi tìm anh còn khó nhọc hơn cả đi tìm chim không Tôi rất giận anh Nhưng tôi không thể không nghĩ về anh được Anh có hiểu không Đêm ấy Người đồng đội chung giường với tôi Đã nhường lại cái không gian Đầy ấp những cảm xúc ấy cho chúng tôi Không biết đêm ấy Chúng tôi đã nói với nhau những gì Nhưng tôi nhớ Chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều Về những ngày nghèo khó của tuổi thơ Những tình cảm đong đầy Khi phải sống trong sự chờ đợi Sự chờ đợi của những người chưa một lần được biết mặt nhau nói với nhau về những tháng ngày sắp tới đây khi tôi không còn làm một người lính xa nhà và còn nhiều nữa những câu chuyện không có sự khởi đầu và cũng không có hồi kết sáng hôm sau tôi tiễn lâm ra bến xe để về lại nông trường với lời hẹn sẽ gặp lại nhau ở sài gòn sau khi tôi chính thức nhận quyết định phục viên để trở về với mẹ với các em và hai đứa con bé bỏng Tôi về được một tuần ở nhà thì anh Lâm đến thăm gia đình. Bước vào nhà, nhìn thấy chiếc áo bộ đội bạc màu mặc trên móc áo, Lâm biết tôi đang ở một mình trên phòng. Hỏi thăm mẹ tôi đôi câu, rồi gọi hai đứa nhỏ đến hỏi thăm việc học hành. Nhân lúc hai đứa trẻ ra ngoài, Lâm xin phép mẹ tôi được gặp tôi để nói với tôi về những điều cô chưa nói được. Buổi gặp hôm ấy, Lâm không nói gì, chỉ căn dặn tôi Hãy cố tìm những việc làm phù hợp để giúp mẹ, đừng vì cuộc sống khó khăn mà làm gì tổn thương đến hình ảnh của một người lính đã từng sống và cống hiến tuổi trẻ của mình cho lý tưởng. Trước lúc chuẩn bị về lại nông trường, Lâm trao cho tôi chiếc đồng hồ kiểu nữ, cô vẫn thường hay đeo ở trên tay rồi nói: "Với anh, tôi có thể dâng hiến tất cả những gì quý giá nhất của tôi cho anh, nhưng điều đó đã không thể. Vậy anh, hãy vì tôi mà nhận lấy chiếc đồng hồ này." và chiếc xe đạp dưới nhà để có phương tiện mà đi làm việc tôi mong anh hãy giữ gìn những kỳ vật này vì nó sẽ thay tôi ở bên cạnh anh những lúc anh cảm thấy nhớ đến tôi tôi thật lòng muốn được nhìn thấy anh có được hạnh phúc vì một lẽ những đứa trẻ đang cần có tình thương của một người mẹ dịu hiền đưa hai đứa trẻ ra chợ để chúng chọn mua mỗi đứa một bộ quần áo xong có quay lại chào mẹ rồi lặng lẽ ra đi và không bao giờ còn trở lại đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau giờ đây mỗi khi lục tìm lại những kỳ vật xưa cũ trong đó có bài báo cũ của năm nào bài báo đã đưa cô đến với tôi và nó đã trở thành một kỳ vật tiêng liêng của riêng tôi suốt 30 năm tôi vẫn giữ mãi và dằn vặt ở trong lòng mỗi khi nhớ lại những lời oán trách của cô bé học sinh lớp 10 năm nào đã gửi tư cho tôi một người lính không quen đâu đây tôi như vẫn còn nghe rõ giọng hờn trách của cô gái nhỏ chú ơi chú có biết chú đáng ghét lắm hay không dù đã rời quân ngũ từ cuối năm 1982 nhưng những ký ức về những năm tháng chiến đấu bảo vệ biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất nước chùa tháp trong đội hình chung là 5 năm anh hùng vẫn còn nguyên vẹn trong tôi lần họp mặt truyền thống thứ 12 của trung đoàn được tổ chức trong những ngày tháng tư lịch sử của đất nước là dịp lễ chúng tôi những thế hệ cán bộ chiến sĩ của trung đoàn từ các địa phương tìm về với nhau để cùng ôn lại kỷ niệm buồn vui mang đậm dấu ấn của thời gian về những chặng đường chiến đấu và những chiến công của đơn vị trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước và cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới tổ quốc cũng như đồng đội của mình tôi thật sự hạnh phúc và tự hào là người lính của trung đoàn 5 năm, anh hùng. Cuộc họp mặt tuy chưa được quy tụ hết những cựu binh của trung đoàn qua các thời kỳ, nhưng chỉ với ngần ấy những người đã có mặt trong buổi họp đã cho thấy hiếm có một đơn vị nào của quân khu 7 như trung đoàn 5 năm, một đơn vị đã cung cấp cho quân đội nhiều tướng lĩnh và sĩ quan cao cấp. Điều ấy đã được khẳng định với hai lần được nhà nước tuyên dương, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tôi thật sự hạnh phúc và tự hào là một người lính đã từng công tác và chiến đấu trong đội hình của trung đoàn. Nhưng tôi vẫn cảm thấy niềm vui chưa tận trọn vẹn vì trang sử của trung đoàn vẫn còn dang dở. Chúng tôi, thế hệ thanh niên đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, sau này miền Nam được giải phóng, được tham gia xây dựng đơn vị từ những năm 1976 đến 1978, đã từng chiến đấu bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả trong đội hình của trung đoàn Chúng tôi luôn mong muốn được ghi nhận như là một phần của quá trình xây dựng và trưởng thành của đơn vị trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, một cuộc chiến không kém phần khốc liệt với nhiều hy sinh mật mắt